Chào các bạn, chuột gaming Xiaomi ấn tượng với thiết kế đậm chất game thủ cùng đèn LED RGB đổi màu cực chất và phong cách. Chuột gaming có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai chế độ cắm dây lẫn không dây 2.4G, nâng cao tính di động và sự tiện lợi. Chuột được trang bị tới 6 phím chức năng khác nhau, gồm có 2 phím tăng giảm DPI, phím chuột giữa, 2 phím macro bên cạnh trái và đặc biệt là phím ngắm nhanh chuyên dụng cho game FPS. Khi nhấn nút ngắm nhanh này thì DPI sẽ được điều chỉnh về mức thấp nhất, giúp cho game thủ ngắm và bắn chính xác hơn. Nổi bật với giải đèn LED RGB bố trí tại con lăn và đuôi chuột, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh đèn LED RGB này và gán chức năng cho 6 phím trên thông qua phần mềm của hãng, hỗ trợ trên cả Windows lẫn macOS. Trang bị 5 chế độ chỉnh DPI khác nhau, có thể cài đặt ngay trên thân chuột, giúp cho người dùng có thể chủ động điều chỉnh theo đúng nhu cầu sử dụng của mình. Chuột gaming Xiaomi là trợ thủ đắc lực cho mọi game thủ từ chơi game chuyên nghiệp đến giải trí văn phòng nhẹ nhàng.